Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đã cấp phép để bay thử nghiệm du lượng ngắm cảnh trên Hồ Xuân Hương. Việc bay thử nghiệm bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 đến khi khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2022 vào ngày 1 tháng 11. Hoạt động bay du lượng do công ty Fly High Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Du lượng Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi bay thử nghiệm, hoạt động bay dù lượng ngắm cảnh sẽ được đưa vào chương trình chính Festival Hoa Đà Lạt 2022 nhằm quảng bá cho du lịch địa phương. Theo ông Hải, các đơn vị thử nghiệm có ý định triển khai hoạt động bay ngắm cảnh hồ Xuân Hương thành sản phẩm du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang chờ hoàn thiện thủ tục cấp phép, công suất hoạt động cũng như giá tour vẫn chưa được các bên khai thác công bố.